Xin chào anh em đam mê bộ môn huấn luyện chim săn mồi trên mọi miền Tổ quốc nha. Hôm nay anh em team Đông Anh lại có một chuyến đi săn lên bãi. Anh em mình sẽ trở lại cái chiến trường Mê Linh. Có một cái bãi ở đây rất là đẹp. Ngày hôm nay săn thì sẽ có hai con Harris và một con Goat. Hôm nay thì team cũng mới kết nạp thêm một ông em Đức đến từ Hòa Bình, một chân sục mồi. Bây giờ anh em bắt đầu tiến vào bãi rồi. Mời anh em chuẩn bị theo chân team Đông Anh để trong buổi chiến buổi sáng ngày hôm nay nhé. Đây là anh Lê Quốc Phương cầm một con Harris mái. Đâu rồi, đội kia đâu rồi? Úi, bợ trắng vẫn còn. Ôi, nó đã lội rồi hay sao? Nó chui vào cái bụi giữa kia rồi. Gọi thôi anh Phương, đừng ra, gọi ra. Gọi đi, gọi. Thôi đừng thổi còi, nó ngay gần này, thổi còi gì. Đứng mà đập chứ đi. Mạnh ra. Nó ra cái bụi gai rồi, chắc có thể lên đây đi. Bụi gai nào? Trên quay này, sang đây. Được chưa? Anh Phương ơi, được chưa? Chích à? Đâu? Cầm con chích lên. Được rồi, được của nó. Béo mầm. Cho con chim đứng lên găng. Thế, xong lấy cái miếng mồi ra. Cho đứng lên găng để cho nó lấp cái con chích đi. Che con chích lại. Thế, cho xuống dưới giấu găng. Đấy, giật ra, cho nó cắp cái mồi kia rồi giật ra. Ôi, giật ra. Giật mạnh ra, cứ giật mạnh ra. Anh em đổ bộ vẽ mới. Lùm cây này hy vọng sẽ có hàng. Chích 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 chích. Mà chích bông. Chuẩn bị nhá. Ngẩng mặt giơ chim lên này.
đây rồi, anh đầu này rồi, đủ mạnh đấy. Ôi, sen này. Ủa, đuổi hằng thế nhở, được của nó. Chết chưa? Được chưa? Để ý xem nó chỗ nó đậu thôi, quát làm gì. Để ý xem chỗ nó đậu vào chỗ nào là được. Vội thì có làm gì được đâu mà. Đập lại làm gì còn phim mà đập. Ông cứ cuống hết cả lên. Ném nhìn nhau, ném hai ông cùng ném. Đấy em đi ra sang ở bờ bên kia kìa. Đấy, sang bờ đấy đấy, đằng chỗ hướng đang nhìn ấy. Đi ấy nhanh lên, nó rụi lông. Nó bay bên kia. Em đi kịch bên kia đi. Nhanh cho nó sống. Lại một em chích nữa. Đỏ ao. Đây, sát thủ Trần Tý và con gốt thiếu đuôi. Đuổi tìm. Có hàng đấy. Có hàng đấy. Hay là chích bông. Chết rồi. Được chưa? Đập tiếp đây đi. Dính rồi, dính rồi, dính rồi. Chưa. Chưa dính, chưa dính. Đập tiếp đi, nó lại lẩn trở lại rồi. Đây đây đây, tí 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 sang đầu đây. Đấy nó nhìn thấy đấy, con này nhìn thấy đấy. Được chưa? Mày. Hết rồi, hết rồi. Chen nhau à? Anh kia loạn gì? Anh gỡ thêm bóng chân con hạt ít thế là được anh. À, con bắt được, con lại bảo sau. À, nhức, em giật ra. Anh bỏ cái ấy ra, anh cầm hai tay mới gỡ được. Nó khóa rồi này. Đến giờ nghỉ trưa của các thợ săn chuyên nghiệp. Dạ anh nào kêu mệt chưa? Thế anh nào chỉ từ mỗi một anh nằm vặt từ nãy giờ tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ tình hình là 12 giờ 7 phút trưa rồi. Đấy. Mồi béo múp. Bọn này béo lắm. Giờ này béo. Ăn gì con gì? Có sen, vô đầu tiên đấy. Cái cắm bộc phát mình bảo cái áo nó cắm tới thế. Chim rồi. Mồi to rồi. Chống kia. Gốt đâu? Gốt này. Đang canh đứng các canh. Con này mà nó thấy hàng là nó phè xuống nó phè đấy. Anh em nghỉ một lúc rồi lại chiến đấu tiếp. Con chuột anh ra ngoài xuống ngồi cột điện nó rình chuột. Trốn hụt lại lên cột điện chờ tiếp.
Em đứng đấy thôi, đừng vào. Sang đâu? Nó không bốc thì phải chịu. Anh lên đập phát là với này, mình nhìn nó đường chạy. Anh vào bên ngoài nhá. Đây 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 đây, tí. Sang kia đi. Đập mạnh như đấy đi, hai ông. Đập vào, đập nhanh vào đi, đi. Đéo thấy gì cả, chui cả vào đây rồi này. Đây là tận mép đây rồi. Đây này, đến tận đây rồi này. Đứng trong giữa bụi nhìn hết cả mép rồi. Giờ đến giờ anh em báo mồi rồi. Kéo con chích của Tí vẫn sống đấy. Một chích. Tỏi kéo nó mồi ít á. Chích cuốc. Kia chung ảnh nặng nề ôm mỏi út sọt gôn thì các bố đéo về gôn già chị dân sống nhân răng đâu có sâm sen đâu. Mấy túi sâm nhỉ. Đây, thêm sâm sen nữa. Ý là xong bắt đầu đến lượt em chụp vào gôn là phải bỏ mất một con đấy nhá. Còn một con sâm bèo ở trong túi áo em. Bèo phải tí thôi chứ. Sâm sen. Thế là đủ bữa rồi. Chuẩn bị lên nồi thôi. Đi qua áo đầm chụp cái loại này nó bị khủng khiếp. Anh em ơi. Đây là cái món gì đây? Con gì mà lại màu lại đỏ, trắng, màu đỏ này. Đó. Đó, hàng đó, hàng về đó. Úi, cả chậu luôn. Một chậu. Hàng về cái là vật luôn. Cá. Tay này ở nhà mà vợ mà mẹ nhờ rửa rau thì còn lâu đến lượt. Nhá, tắt cái đỏ đúng không? Đây, một chiến binh này, hai chiến binh, ba chiến binh, bốn chiến binh nhá. Sản phẩm săn là về đã lên nồi rồi, lên bếp rồi. Bây giờ là anh em
đây là chân con cuốc bèo nhưng mà nó lạ lắm. Con này thì anh em chơi chim săn nhìn thấy cái chân này là biết đó là chân cuốc bèo gì rồi. Đấy, rồi bây giờ là đến bếp đã lên lửa rồi, anh em mình nhậu, hẹn anh em ở những video sau nhá, ở những cuộc đi săn tiếp theo nhé.